Tại chương trình, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 19 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đánh giá kết quả thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường 1 trong những tháng đầu năm 2024 và triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại của năm. Đồng thời nghe các tham luận về nâng cao chất lượng công tác phối hợp với lực lượng công an trong triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Mô hình hay, cách làm hiệu quả trong phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa bàn cơ sở. Xác định việc xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có ý nghĩa quan trọng trong việc phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Ngay từ đầu năm, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường đã triển khai quán triệt cho công an phường thực hiện nhiều giải pháp tích cực, sáng tạo nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và người dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Vì vậy, phong trào được tổ chức bài bản, đi vào nền nếp, để lại những dấu ấn và có sức lan tỏa rộng khắp. Từ đầu năm đến nay, trong các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, quần chúng nhân dân phường 1 đã cung cấp cho lực lượng công an 15 nguồn tin, trong đó có 10 nguồn tin có giá trị, giúp công an phường điều tra khám phá, làm rõ 5 vụ vi phạm pháp luật với 5 đối tượng, trong đó 2 vụ trộm cắp tài sản. Cạnh đó, hưởng ứng ngày toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy, phường đã tham gia hội thi phòng cháy chữa cháy do thành phố tổ chức, cũng như tuyên truyền, treo các băng rôn nơi công cộng nhằm nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân trong công tác phòng cháy chữa cháy, triển khai cho các hộ dân, hộ kinh doanh buôn bán ký cam kết về phòng chống vi phạm về pháo nổ, vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Qua đó, đã vận động thu hồi một súng tự chế, 4 đao tự chế, thu hồi 4 hộp pháo loại 49 viên và 100 viên, phối hợp với phòng an ninh điều tra xác minh trường hợp Ngô Trần Kim Long tàng trữ súng hơi, bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Đình Hải, Lê Đức Hùng có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng, công cụ nguy hiểm tại đường Bùi Thị Xuân, phường 1. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn phường 1 thực hiện đã tạo được nhiều dấu ấn với cách làm mới, hình thức phong phú, bám sát với thực tiễn tại địa phương. Phường 1 đã xây dựng nhân rộng các mô hình điển hình trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, thu hút đông người dân tham gia. Tiếp tục duy trì và phát hiện hiệu quả 5 mô hình quần chúng tự bảo quản về an ninh trật tự, mô hình tuyến đường 28 tháng 3 an toàn về giao thông, tổ dân phố 8 không có tội phạm, tổ dân phố 1 không có tội phạm về tệ nạn xã hội, mô hình camera giám sát tình hình an ninh trật tự ở khu dân cư và mô hình dân vận khéo, câu lạc bộ tuyên truyền và phổ biến pháp luật. Hoạt động của các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã từng bước đem lại hiệu quả cao, tác động mạnh mẽ đến ý thức của nhân dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự của tổ dân phố. Qua đó, ý thức cảnh giác, tinh thần đấu tranh, tố giác tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật của nhân dân được nâng cao, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác phòng ngừa tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự của địa phương. Các ban ngành tổ dân phố luôn tích cực phối hợp với Ủy ban dân một, công an phường một trong việc tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó đã vận động các hộ dân trang bị bình phòng cháy chữa cháy, phục vụ việc chữa cháy tại tổ và thành lập tổ liên gia, nhắc nhở vận động tuyên truyền người dân chấp hành pháp luật về công tác phòng cháy chữa cháy, quy định về cư trú, luật giao thông đường bộ, nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản, tinh thần đấu tranh tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, chủ động cung cấp thông tin về các đối tượng nghi vấn trên địa phương để xử lý kịp thời những phát sinh nhỏ, phối hợp với công an trong công tác phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật. Bên cạnh công tác tuyên truyền thì tổ dân phố cũng đã làm tốt công tác phối hợp với công an phường 1 trong việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, phối hợp xây dựng và duy trì mô hình tổ dân phố không có tội phạm, vi phạm pháp luật về tệ nạn xã hội, phối hợp quản lý giám sát, cảm hóa giáo dục người vi phạm pháp luật, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, phường cũng ra mắt lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tại 13 tổ dân phố với 39 thành viên. Đây là lực lượng đã âm thầm gắn bó nhiều năm với lực lượng công an trong nhiệm vụ tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại các tổ dân phố, góp phần cùng lực lượng công an giữ bình yên từng địa bàn, từ sớm, từ xa. Tham gia ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các tổ dân phố cũng chia sẻ các cách làm hay, sáng tạo trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại tổ dân phố. Tham gia các công tác đảm bảo an ninh trật tự như công tác tuần tra của lực lượng công an, đặc biệt là những đêm khuya trong quá trình tuần tra thì đã trực tiếp truy bắt các đối tượng tụ tập đánh nhau gây rối trên đường phố, bắt các đối tượng giao cho cơ quan công an giải tán nhiều nhóm thanh niên tụ tập vào đêm khuya, cũng đã cung cấp cho cơ quan công an nhiều thông tin hoạt động của các đối tượng và phạm tội và tệ nạn xã hội cùng lực lượng công an tham gia quản lý, cảm hóa giáo dục
các đối tượng lầm lỡ trở về tái hòa nhập với cộng đồng dân cư, từ đó giúp họ trở thành một người tốt và không cần tiếp tục đi vào con đường phạm tội, ngăn chặn kịp thời các hành vi gây rối của các đối tượng nghiện ma túy. Có thể nói, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường 1 đã khơi dậy sức mạnh to lớn của quần chúng nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, ngăn chặn đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nâng cao nhận thức cho người dân về pháp luật, nâng cao tinh thần cảnh giác phòng chống tội phạm để giữ gìn bình yên cho mỗi gia đình và cộng đồng. Dịp này, phường cũng tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân trên địa bàn phường đã có nhiều đóng góp cho phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.